Chào cả nhà nha. Bữa nay hai cô cháu mình tiếp tục đi bắt chăn nha cả nhà. Giờ tới cả nhà ơi, giờ mình vô mình xem chăn cả nhà ơi. Bữa nay làm ở không? Nay bắt ba con này cả nhà. Ba bốn con gì nè. Đây là chăn lứa cả nhà, quá trời nhiều rồi nè. Ông anh này cũng quá nhiều rồi. Thiệt nuôi kiểu này giết hết ha. Bỏ lên căn cái một hả bảy? Ừ. Hết tiền luôn. Dồn vô nó không nữa. Bán gì đúng không? Hôm nay bán gì? Đừng quay đâu, đăng lên ngang mẹ. Còn con đó bốn con luôn mà. Ừ. Ủa mẹ, có mấy con đó nào nuôi ăn mua hộp gì đâu mà bán lên. Cái đó đợi kèo chừng nào nó dưới nó lên á. Con mới con này. Rồi còn từ cái bồng này luôn á cho rồi còn 20 ký rồi con còn 20 ký rưỡi phải không? Ừ. Giờ giá ký nhiêu rồi? 1 triệu chứ. Ký 1 triệu hả? Bạn đăng lên nói cho ký 1 triệu cho ta ha. 1 triệu 300 1 triệu 332 ngàn 30. Tao tính gọi chưa nhanh dưới trời. Ủa cũng mẹ. Ủa, sao không biết trời luôn, má chẳng gan luôn mà không biết trời. Thì chơi 32 thì 3 chọc 500 đồng nữa. Dạ. Tiền. Quá trời ha, móc ở đó không móc ha. Máy quên máy tính thì mà mặn còn chưa có ăn nữa nè. Đúng rồi. Ông rảnh mà, ông rảnh nói làm gì mày ơi. Rồi, cảm ơn bác. Có con mới nào mày giải quyết cho tao mấy con nhỏ nhỏ coi. Rồi rồi, để xe nó lên rồi con kịp con hay. Thôi bye cả nhà luôn nha. Giờ mình bắt xong nghe cả nhà. Mình tiến hành mình đi cả nhà, về. Tại ở trước nó bắt hàng.